Taylor Morrison. Thì cái khu này rất là mới luôn các bạn. Wow, xây nhà. Xây nhà quá trời vậy. Có đi ngang đây một lần rồi nhưng mà không có remember là có vô đây chưa. Thì thôi bây giờ thấy mới, thấy đẹp thì cứ đi vô để quay cho các bạn coi những cái khu nhà đẹp, nhà mới, nhà mẫu mới, thì coi cái chấm thế của nó có cao không, nhà của nó ở trong nó xây như thế nào, có đẹp hay không. Thì mời các bạn bây giờ đi theo chân Ngọc nha. Let's go, mình đi đi. Wow, coi nè. Mấy cái căn nhà. Rồi bây giờ mình đi nha. Ở đây nó có hai căn nhà nhà mẫu các bạn, một căn là nhà trệt rồi một căn nhà lầu. Bây giờ mình đi vô nhà nhà lầu đi các bạn. Cái đường nó đi rất là đẹp luôn. Đó, có nhiều người đang đi coi nha các bạn. Đẹp quá ha, khu đẹp quá hay vậy. Khu này mới nè, now open nè. Cho bạn coi nè, cho bạn coi đây nè. Taylor Morrison. Đi, let's go. Đi quay cho bạn coi cái bảng kìa. Coi quay bạn coi cái bảng coi nó mở cửa nè. Có số điện thoại liên lạc. Đi coi nha. Hello ma'am. Matt Hale to move. Taylor Morrison. America Most Trusted. Wow, Homebuilder nổi tiếng nha bạn ơi. Homebuilder nổi tiếng nha. America Most Trusted. Homebuilder 2020 kìa. Ôi, nhà đẹp quá. Đẹp. Nhà này cứng rồi vậy. Có stone. Hai tầng vậy hả? Hai tầng. Gara, hai gara nha bạn ơi. Hai gara nha. Mình mới vô căn nhà này. Mình đi cái nhà này các bạn là 5 phòng. Có 5 phòng. Cái nhà này là 5 phòng nhưng mà cái giá của hồi nãy bạn nói cái giá này khoảng bao nhiêu? Giá này nhà là 420. 420. Nó start 380 nhưng mà nhà này option. Nhà này thì 380 nhưng mà cái nhà này là 420 các bạn. Thì nó đã upgrade ở trong đây rồi. Cái nhà này 2 tầng các bạn. 3.000 square feet. Nhưng mà đất ở đây chỉ có 50 thôi. Đất 50. Thì bây giờ tiền thuế 3.6, sorry ạ, tiền thuế 3.6. Tiền thuế 3.6. Rồi SOA 850. 850. Đó, đại khái là như vậy. Đại khái là vậy, nhưng mà bây giờ Ngọc sẽ đi một vòng cho các bạn coi thì coi những cái nhà của Morrison, Taylor Morrison. Taylor Morrison coi nó có khác gì với những cái khác không nha bạn. Thì giờ, mình start nãy ha. Ngọc vô là cái cửa đi vô rồi. Mình start phòng ăn đi. Bên đây là cái phòng ăn. Ăn các bạn. Còn dinner. Cái nhà này 3.200 không sao? Có 2 tầng. Nhà không được xinh ha. Rộng với nhà to mà. Nhà
5 phòng mà, xinh chứ. Ồ bên này có một cái patio bên đó. Thì mình nhìn thấy có cái patio bên này nha các bạn. Ở dưới là sàn gỗ nha bạn. Đẹp không? Một lát là mình sẽ đi ra ngoài, từ từ đã. Bây giờ mình đi qua phòng bếp nè, đi theo từng từng phòng một cho nó rõ ràng. Màu gray mà màu lợt á. Thế là cái màu này đẹp á. Đá nó ướp lên luôn rồi nha các bạn. Đá rất là dày luôn nha các bạn. Cái này khoảng 2 in không sao? 2 in á. 2 in ha. Dạ. Có bàn cà phê gì? Cưng quá ha. Bếp mới bếp, cáo à. Nhà mới bếp mới. Bếp này tới 5 bếp rồi các bạn. Ở chính giữa mình có cái grill nữa nè. Nhà bây giờ là 3.000 mấy, sở phít là 420 rồi đó. Mấy bạn mà chờ 1 năm 2 năm nữa là mấy bạn 500. Tủ đồ khô. Cũng trong đây cũng có người đang coi nhà nha. Có cái tủ lạnh nè. Đá đây vậy? Nhìn đó vậy, cái xinh vậy, cái xinh này vậy. Wow, cái xinh đẹp quá không? À, xinh sâu ha. Xinh sâu mà cái giò nước đẹp không? Cái đồ nó cũng chắc chắn quá ha. Đẹp không? Nói là cái hãng này là cái builder của nó 20 hả sao? 2020 hả? Nó builder của nó là từ 26 tới 20 là khác là number one á. Number one cái builder. Cũng mới, cũng chắc quá ha. 2N hả? Ừ. Đẹp không, đẹp chưa? Cưng chưa đẹp. Giờ mình mua phòng khách đi. Có 4 ghế cưng không mà. Ôi phòng khách này dễ thương quá. Phòng khách đẹp không? Oh, wow, thích phòng khách này vậy? Sao thích phòng khách này nè, tại nó có cái tivi nè. Để tivi nè, good nè. Hả? Tivi này good nè, đúng không? Trần cao như sao nè, trần vậy? Trần cao không? Wow, high ceiling. How many foot? 20 foot, ma'am? 20. 90. Wow. Look good. Very nice, huh? Bây giờ mình lại phòng khách. Giờ vô phòng ngủ đi ha. Ở phòng ngủ có người đang coi hả? So how many bedroom downstairs? Ma'am? Two. Two bedroom and three bedroom upstairs? Yeah. Oh, a lot of people over there. No, no. Can't yeah. Yeah. Okay. Go. You okay? The first room. Yeah. Oh, people are waiting. Đông quá hả? Mm. Mình ta coi nhà đông. Đông nhưng đây, mà mình không có được vô nhiều các bạn, chỉ có bao nhiêu người thôi. Đây cái phòng. Đây là phòng ngủ đầu tiên mà ngay. Phòng đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên của căn nhà nha. Mới giờ vô nhà là có mới phòng ngủ đầu tiên liền. Đó là có cái phòng ngủ liền. Tại vì nãy. Có restroom luôn nè. Cái restroom đẹp. Phòng ngủ trước cái này. Phòng ngủ trước rồi đó. Ôi đẹp, phòng ngủ đẹp. Ông xã, cái restroom rất là đẹp luôn. Cái này là full luôn nha bạn, vừa bedroom, vừa restroom, vừa bathroom. Ở trong đây có tủ quần áo luôn nè ông xã. Tủ quần áo nằm trong đây. Có cái closet, gọn ha. Dạ, yeah. Rộng lắm á. Ôi gọn quá trời. Đẹp, đây. Rộng quá trời rộng à. Phòng cũng đẹp nè. Phòng đẹp chứ. Đó, rộng rãi chứ bộ. 5 phòng, thái hồ ngủ. Phòng thứ hai, đi phòng thứ hai vô kia vậy. Dạ. Phòng thứ hai nè. Phòng ngủ thứ hai. Wow. Wow, master room nè. Đẹp, đẹp, đẹp quá luôn. Này đi vòng vòng cho bạn coi phòng ngủ của master bedroom. Đẹp. Ồ, giường đẹp chưa? Đẹp quá. Wow, đẹp quá, em thấy đẹp quá nè. Thôi mà nhìn nó mát con mắt chứ sợ vô là cái nhà nhìn nó mát con mắt lắm luôn á các bạn. Đẹp quá ha. Hai cái sinh nha, cũng như kệ cũ hai cái sinh. À, hai sinh nè. Một cái sinh đây, một cái sinh kia. Bên đây là phòng tắm. Phòng tắm đứng. Đẹp tắm quá. Tắm đứng. Cái này upgrade nha bạn. 420, nếu mà cái giá của nó mà chưa upgrade á là 380. Đúng rồi. Đây có một cái ngầm ngâm mình đó, bồn ngâm nè. Rồi đi là cái tủ quần áo. Hôm nay chúng mình phải đi lẹ một tí tại vì mình không có thể là mình coi từ từ được. Đây có cái restroom đây nè. Có restroom đây. Ở
đây mình đi coi cái phòng ngáo. Ừ. Phòng rộng quá trời luôn. Ừ. Cái phòng ngáo rộng ha. Mà đẹp, làm đèn sáng á. À. Mát con mắt với sợ luôn á nha. Phòng rộng đẹp. Hôm nay rất là có nhiều người đi coi luôn các bạn, nhưng mà cái nhà này á nó chỉ cho giới hạn chừng 4 người vô coi thôi. Tại Covid đó mà. Tụi mình phải đi lẹ lên nha các bạn. Đi lẹ lên xã giờ mình đi lên. Nhà đi đâu? Cái phòng này phòng gì? Phòng này là giống như là phòng giặt đồ. Phòng giặt đồ. Giặt đồ. Hôm nay thú cưng cũng được. À. Và cái nhà này Ngọc thích một điều là nó chơi đèn trắng không? Nhìn nó sáng con mắt chứ sợ. Còn trắng hả? Chủ động trắng hả? Ừ. Đẹp, cưng. Lên lầu nha. Đi lên lầu đi. You want for me? Yeah. Sorry, I can go up the... Let me see. The... It's okay, ma'am. No, oh. No, just wait. No, no, mình đi ra ngoài Bắc Giang thôi. Ồ, oh, có người dưới lầu hả? Aha, uh-huh. Chưa, có chân người trên lầu. Ra yeah. Bắc Giang đi. Rồi, 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 này nè. Này cũng được nè. Wow, rộng rãi. Đẹp quá hả? Có cái bàn này đẹp quá hả? Cửa đất 50 cũng rộng chứ bộ, không giờ rộng rồi, cưng rồi. Đây. Cái này là cái bà đồ, cái sau nhà nè. À. Cái này là ở ngoài sau nhà nè ông xã. À sau nhà đẹp á, cỏ đẹp. Cái này là đất 50 nha các bạn. À. Wow. Bên đẹp quá nhà quá trời đẹp. Mới à, nhìn đã à. Nhìn sạch sẽ quá à. Nhìn đẹp á. Nhìn đẹp. Nhà mới. Không ăn xối nè. Cưng chưa. Wow. Đi, giờ lên lên lầu đi. Hồi nãy có người trên lầu các bạn, mình không lên được, bây giờ lên lầu nha. Mình đi lên lầu nha các bạn. Lên lầu. Wow, còn thang rất là đẹp luôn. Thang gỗ nè. Thang gỗ nè các bạn. Sao quá vậy sao? Rồi, phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba. Wow, đẹp. Ôi, phòng ngủ thứ ba rộng quá. Sao rộng quá ha? Rồi, rộng. Huge. Wow, dạ thích chứ cái chỗ này nè. Các bạn Ngọc thích cái chỗ này nhất nè. À, rộng quá, nhìn cái phòng ngủ nó đã. Ừ. Rộng quá ha. Ừ. À, sau lưng ông xã là cái tủ quần áo nè. Wow, tủ quần áo rộng quá. Đây, phòng quần áo, tủ to mà. Phòng quần áo. Cái tủ bài những cái tủ quen cái miệng đi. Đây vô restroom. Restroom chắc xài chung rồi các bạn. Đúng rồi, restroom xài chung với bên kia. Restroom sạch sẽ quá ha. À. Cái này restroom full các bạn, vừa có phòng tắm vừa có phòng nghỉ ngơi. Hai nha. Hai phòng xài chung một cái restroom các bạn. À, quá đỡ rồi. Đây, cái phòng đó đi qua bên cái phòng này được. Đây phòng ngủ thứ tư. Wow, rộng ha. Đẹp. Nói chung là trần cũng cao ráo đó nè. Nhà mấy 400 ngàn đẹp rồi. Tủ quần áo rộng lắm sao? Quay cho bạn coi không? Tủ quần áo rộng ghê không? Ừ. Dạ, thường thường mấy cái phòng nhỏ đó, cái tủ quần áo nó không có nhỏ, không có lớn đâu mà. Cái này tủ quần áo rộng quá. Hai phòng ở trên lầu này là mình xài chung một cái restroom. Nhưng mà cái nhà này 5 phòng là chắc mình còn nghỉ còn một phòng nữa. Còn phòng nữa. Phòng thứ năm, đây là phòng, cái này phòng game room này vậy. Wow, wow, game room big, huge, ha. Ừ. Game room đẹp ghê á. Wow, game room đẹp á. Ừ. To lắm, game room to lắm, rộng rãi. Tha hồ. Game room rộng á, giờ bên đây mình ngồi chơi, bên đây cũng có. Tha hồ ngồi chơi. Game room giờ bá luôn nè. Ui. Đã quá. Đi vô phòng ngủ nè. Vô phòng ngủ vậy. Đây, đây. Phòng ngủ thứ 5. Phòng ngủ thứ 5 cũng là phòng ngủ cuối cùng trong căn nhà nha bạn. Ngủ thứ 5 để được 2 giường luôn kìa ông xã. À, 2 giường, 2 giường baby. Phòng này phòng rộng nhất trên lầu nè.
Phòng thứ năm, phòng cuối là rộng nhất trên lầu đó các bạn. Phòng không to hơn hai phòng kia. Để được hai giường luôn các bạn. Nếu các bạn thích thì mình để một giường thôi. Qua wow, phòng này rộng quá ha. À, view rộng cũng đẹp lắm nè. Có cái tủ quần áo bên đây. Đẹp. Nói chung là nhà mất tiền, nhà này phòng nào cũng rộng. Cái này full luôn nè, vừa tắm vừa tâm sự nè. Vừa tắm thì tâm sự nha bạn. Có bồn tâm sự nữa nè. Vậy là trên đây mình có 3 phòng, 2 phòng nhỏ, 1 phòng lớn. Hai cái restroom. Cái full restroom. Ok, rồi. Phòng này mình không có mirror hả? Cái nhà này mình không có mirror hả? Đẹp. Giờ thích cái phòng này nhất nè. Phòng này bự hơn ta ha. Đây mình có thể nhìn xuống dưới được. Nè, con gia nhìn xuống nè. Đẹp. Đẹp quá. Ok các bạn ơi, thì Ngọc cũng đã đi xong cái căn nhà này rồi. Thì đại khái là Ngọc đi quay cái nhà này cho các bạn coi là có 5 phòng ngủ, 3.200 square feet, 420.000. Cái giá thuế của nó ở đây là 3.6 các bạn. Tiền SUA, SUA thì 850. Đất 50. Đất thì 50. Cái nhà này rất là đẹp nha các bạn. Ok, Ngọc xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Bye bye.